con không sao đâu, kéo kéo xa là được rồi. Còn cái kia cậy cái chốt trên đó hồi nãy quà, mở cái chốt trên là mở được đó. Ghê là đâu có mũi đâu. Nhưng mà nó cái mũi này nó cũng chưa đủ độ cao anh hiểu không? Cái con mũi mà lên ví dụ như em lên mấy cái đèo lên độ cao cỡ ngàn mét lên nó không có mũi. Nó lạnh quá.